Mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài giảng Đức Thánh Cha. Lễ Chúa Hiển Linh Các đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị vua mới sinh. Lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng 2024, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ Chúa Hiển Linh với khoảng 6.000 tín hữu tại đền thờ Thánh phê Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha đến chào các nữ đan sĩ biển Đức người Argentina vừa đến đăng viện Master Elecie trong nội thành Vatican hôm thứ Tư ba tháng Giêng. Bài giảng của Đức Thánh Cha các đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị vua mới sinh. Họ là hình ảnh của các dân tộc trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa của những khách ngoại kiều hiện đang được dẫn lên núi của Chúa của những người ở xa này có thể nghe được lời loan báo ơn cứu độ của tất cả những người lạc lối nghe được tiếng gọi thân thiện. Bởi vì giờ đây nơi xác thể của hài nhi Bethlehem vinh quang của Chúa đã được tỏ hiện cho mọi người và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là cuộc hành hương trong bản tính nhân loại của mỗi người chúng ta từ xa đến gần. Các đạo sĩ có đôi mắt hướng lên trời, nhưng đôi chân họ bước đi trên mặt đất và trái tim của họ phủ phục tôn thờ. Mắt hướng lên trời. Trước hết, các đạo sĩ hướng mắt nhìn lên trời. Họ sống trong nỗi hoài niệm về sự vô hạn và ánh nhìn của họ bị thu hút bởi các vì sao trên trời. Họ không sống chỉ để nhìn vào những ngón chân của mình, thu mình lại, là tù nhân của chân trời trần thế, lê bước trong sự cam chịu hay phàn nàn. Họ ngẩng đầu lên để chờ đợi một ánh sáng soi rọi ý nghĩa cuộc đời họ một ơn cứu độ đến từ trên cao. Và như thế, họ nhìn thấy một ngôi sao nổi bật, sáng hơn tất cả, thu hút họ và dẫn họ lên đường. Đây là chìa khóa mở ra ý nghĩa thực sự của sự hiện hữu của chúng ta nếu chúng ta sống bị nhốt trong phạm vi chật hẹp của những thứ trần thế. Nếu chúng ta bước đi với cái đầu cuối xuống những thất bại và hối tiếc của chúng ta, nếu chúng ta tham vọng của cải và an ủi trần thế, những thứ này còn mai mất, ngược lại với những người tìm kiếm ánh sáng và tình yêu, thì cuộc sống của chúng ta sẽ lụi tàn. Các đạo sĩ, những người ngoại quốc và chưa gặp Chúa Giêsu dạy chúng ta nhìn lên, hướng mắt lên trời, ngước mắt nhìn lên những ngọn núi, nơi sự giúp đỡ sẽ đến với chúng ta, bởi vì sự trợ giúp của chúng ta đến từ Chúa. Anh chị em thân mến, hãy hướng mắt nhìn trời. Chúng ta cũng cần nhìn lên cao để học cách nhìn thực tại từ trên cao. Chúng ta cần cái nhìn lên cao trong hành trình cuộc sống, được đồng hành bởi tình bạn với Chúa, bởi tình yêu của người nâng đỡ chúng ta bởi ánh sáng lời người hướng dẫn chúng ta như một vì sao trong đêm chúng ta cần cái nhìn lên cao trong hành trình đức tin để nó không bị thu gọn vào một loạt các thực hành tôn giáo hay thói quen bên ngoài nhưng trở thành ngọn lửa bùng cháy bên trong chúng ta và khiến chúng ta trở thành những người say mê tìm kiếm khuôn mặt của chúa và trở thành nhân chứng tin mừng của người chúng ta cần cái nhìn lên cao trong giáo hội nơi thay vì chia rẽ dựa trên những ý tưởng riêng chúng ta được mời gọi đặt thiên chúa trở lại trung tâm chúng ta cần cái nhìn lên cao để từ bỏ những hệ tư tưởng về giáo hội để tìm ra ý nghĩa của mẹ thánh giáo hội không được có tập quán giáo hội hệ tư tưởng giáo hội nhưng là ơn gọi giáo hội chúa chứ không phải ý tưởng hay dự án của chúng ta là trung tâm chúng ta hãy bắt đầu lại từ thiên chúa chúng ta hãy tìm kiếm nơi người lòng can đảm không dừng lại trước những khó khăn tìm thấy sức mạnh để vượt qua những trở ngại niềm vui sống trong sự hiệp thông và hòa hợp. Đôi chân bước đi trên mặt đất. Các đạo sĩ không chỉ nhìn ngôi sao, nhìn những thứ trên cao mà còn có đôi chân bước đi trên mặt đất. Họ tiến về Jerusalem và hỏi, vua dân do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi thấy ngôi sao của người xuất hiện và chúng tôi đến thờ bái người. Cần nhớ một điều là, đôi chân gắn liền với sự chiêm niệm. Ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đưa họ trở lại hành trình của những con đường trên mặt đất. Khi ngước nhìn lên, họ được thúc đẩy bước thấp xuống khi tìm kiếm thiên chúa họ được sai đi tìm thiên chúa nơi con người nơi hài nhi nằm trong máng cỏ bởi vì thiên chúa đấng vô cùng lớn lao đã mặc khải chính người nơi trẻ thơ bé nhỏ này cần có sự khôn ngoan cần có sự trợ giúp của chúa thánh thần để hiểu được cả sự vĩ đại và nhỏ bé nơi sự tỏ mình của thiên chúa anh chị em thân mến đôi chân bước đi trên mặt đất ân sủng đức tin không được ban cho chúng ta để chỉ nhìn lên trời cao nhưng để bước đi trên những con đường của thế giới với tư cách là những chứng nhân của tin mừng, Chúa Giêsu, ánh sáng chiếu soi cuộc đời chúng ta, không chỉ được ban để an ủi chúng ta trong đêm tối, nhưng để mở ra những tia sáng trong bóng tối dày đặc đang bao trùm nhiều hoàn cảnh xã hội. Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta, chúng ta tìm kiếm Người không bằng cách gắn chặt với một lý thuyết tôn giáo đẹp đẽ nào đó, nhưng bằng cách để mình bước đi trên hành trình, tìm kiếm những dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Người trong thực tế hàng ngày và trên hết bằng cách gặp gỡ và đụng chạm đến da thịt của anh chị em chúng ta việc chim ngắm thiên chúa thì tốt đẹp nhưng nó chỉ mang lại hoa trái nếu chúng ta chấp nhận mạo hiểm mạo hiểm phục vụ là mang lấy thiên chúa các đạo sĩ tìm kiếm thiên chúa vĩ đại và tìm thấy một hài nhi điều này rất quan trọng gặp gỡ thiên chúa bằng xương bằng thịt trên những khuôn mặt chúng ta gặp hàng ngày đặc biệt là những khuôn mặt của những người nghèo nhất thật vậy các đạo sĩ dạy chúng ta rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn, khiến chúng ta thay đổi lối sống và biến đổi thế giới. Đức Benedicto thứ 16 đã quả quyết, nếu thiếu niềm hy vọng đích thực, người ta tìm kiếm hạnh phúc trong cơn say, trong sự dư thừa, trong sự thái quá và người ta hủy hoại chính mình và thế giới. Vì lý do này, cần có những người có niềm hy vọng lớn lao và do đó có nhiều lòng can đảm. Lòng can đảm của các đạo sĩ những người đã thực hiện một cuộc hành trình dài bước theo một ngôi sao và là những người biết quỳ gối trước hài nhi và dâng lên người những điều quý giá nhất của họ, bài giảng ngày 6 tháng Giêng năm 2008. Trái tim phủ phục tôn thờ Cuối cùng, các đạo sĩ có trái tim phủ phục tôn thờ. Họ nhìn ngôi sao trên bầu trời, nhưng họ không nương mình trong một sự tôn thờ tách biệt khỏi trái đất. Họ bước trên đường, nhưng không như kiểu du ngoạn không đích đến. Họ đến Bê Lêm và khi nhìn thấy hài nhi, họ sắp mình xuống và thờ lạy người. Sau đó, họ mở kho báu và dâng cho người vàng, nhũ hương và mục dược. Với những món quà bí nhiệm này, họ cho biết họ tôn thờ ai, với vàng, họ tuyên bố rằng người là vua, với trầm hương rằng người là thiên chúa, với mục dược rằng người mang thân phận phải chết. Một vị vua đến để phục vụ chúng ta, một vị thiên chúa đã trở thành con người. Đối diện với mầu nhiệm này, chúng ta được kêu gọi cúi mình và quỳ gối để tôn thờ, tôn thờ thiên chúa đến trong sự nhỏ bé đấng ngự trong cuộc sống bình thường trong gia đình chúng ta đấng chết vì tình yêu vị thiên chúa khi tỏ mình trên bầu trời bao la với những dấu hiệu của các vì sao đã để cho mình được tìm thấy trong một nơi trú ẩn chật hẹp yếu đuối trong xác thể của một trẻ thơ được quấn trong tả sơ sinh được tôn thờ bởi các đạo sĩ và sợ hãi trước những kẻ ác anh chị em thân mến chúng ta đã mất đi thói quen thờ lạy Chúng ta đã mất đi khả năng mà sự thờ phượng mang lại cho chúng ta. Chúng ta hãy khám phá lại hương vị của việc cầu nguyện tôn thờ. Chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa của chúng ta và chúng ta tôn thờ. Hôm nay các đạo sĩ mời gọi chúng ta tôn thờ, ngày nay chúng ta đang thiếu sự tôn thờ. Anh chị em thân mến, như các đạo sĩ, chúng ta hãy ngước nhìn lên trời, chúng ta hãy lên đường tìm kiếm Chúa, hãy cúi lòng mình để tôn thờ. Hãy nhìn lên trời tiếp tục cuộc hành trình và thờ phượng và chúng ta cầu xin ơn không bao giờ mất đi lòng can đảm lòng can đảm để trở thành người tìm kiếm thiên chúa những con người của hy vọng những người biết mơ dám can đảm nhìn lên trời lòng can đảm kiên trì bước đi trên các nẻo đường thế giới với sự khó nhọc của hành trình thật sự và can đảm tôn thờ can đảm nhìn lên chúa đấng soi sáng mọi người xin chúa ban cho chúng ta ân sủng này trên hết là ân sủng biết cách tôn thờ hai bài giảng đức thánh cha Lễ Chúa Hiển Linh. Chúng ta có thể tìm và gặp Chúa ở đâu? Sáng thứ sáu 06 tháng Giêng 2023 tại đền thờ Thánh Phêrô Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Hiển Linh với khoảng 5.000 tín hữu tham dự. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 hồng y, 40 giám mục và 250 linh mục. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha. Như một vì sao mọc, Chúa Giêsu đến để soi sáng mọi dân tộc và soi sáng màn đêm của nhân loại. Hôm nay cùng với các đạo sĩ chúng ta hãy ngước mắt lên trời và hỏi đức vua dân do thái mới sinh hiện ở đâu chúng ta có thể tìm và gặp chúa ở đâu từ kinh nghiệm của các đạo sĩ chúng ta biết rằng nơi đầu tiên mà chúa yêu thích được tìm đến là sự thao thức đưa ra các câu hỏi cuộc phiêu lưu thú vị của ba nhà chim tinh dạy chúng ta rằng đức tin không được sinh ra từ công trạng suy luận lý thuyết của chúng ta đức tin là hồng ân chúa ân sủng chúa giúp chúng ta rũ bỏ sự thờ ơ và mở tâm trí để đặt ra những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống những câu hỏi thách đố chúng ta bỏ lại phía sau những vọng tưởng cho rằng mọi sự đều ổn những câu hỏi mở ra cho chúng ta những gì vượt trên chúng ta đối với ba nhà chiêm tinh điều khởi đầu là sự thao thức tự hỏi về người mà họ phải tìm kiếm lấp đầy bởi niềm khao khát vô tận họ quan sát bầu trời và để cho mình ngạc nhiên trước sự rực rỡ của một vì sao và nghiệm thấy sự khao khát hướng đến siêu việt vốn dẫn dắt con đường của các nền văn minh và sự tìm kiếm không mệt mỏi của trái tim con người. Thật vậy, ngôi sao ấy để lại cho họ một câu hỏi, đấng ấy đã sinh ra ở đâu? Hành trình đức tin bắt đầu khi, với ơn Chúa, chúng ta biết dành chỗ cho sự thao thức, khắc khoải khiến chúng ta thức tỉnh, khi chúng ta để cho mình được chất vấn, khi chúng ta không hài lòng với thói quen nhưng dấn thân vào những thách đố hàng ngày, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và quyết định đối diện với sự bớt thoải mái trong cuộc sống tương quan với người khác những điều bất ngờ những dự án cần tiếp tục những ước mơ cần thực hiện những nỗi sợ hãi phải đối diện đau khổ về thể chất và tinh thần những lúc như thế trong sâu thẳm tâm hồn nảy sinh những câu hỏi dẫn chúng ta đi tìm chúa hạnh phúc của tôi ở đâu cuộc sống viên mãn mà tôi hằng khao khát ở đâu đâu là tình yêu không qua đi không lụi tàn không tan vỡ ngay cả khi đứng trước sự mong manh thất bại và phản bội đâu là những cơ hội tiềm ẩn bên trong những khủng hoảng và đau khổ của tôi mỗi ngày chính bầu khí chúng ta hít thở chứa đầy những liều thuốc an thần thay thế những thao thức nơi tâm hồn chúng ta và dập tắt những chất vấn này từ sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ đến sự quyến rũ của thú vui từ những tranh luận bất tận đến việc tôn thờ sự sung túc mọi thứ dường như nói với chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều hãy bỏ qua và tận hưởng cuộc sống chúng ta thường cố gắng xoa dịu tâm hồn bằng những tiện nghi thoải mái nhưng nếu các nhà chiêm tinh đã làm như vậy họ sẽ không bao giờ gặp chúa tuy nhiên chúa luôn ở đó trong sự chất vấn thao thức của chúng ta trong câu hỏi đó chúng ta tìm kiếm người như bóng đêm tìm bình minh người vẫn thinh lặng khiến chúng ta bối rối trước cái chết và trước sự chấm dứt của mọi sự con người cho là vĩ đại ngược lại người hiện diện trong niềm khao khát công lý và tình yêu sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta người là mầu nhiệm thánh thiện đáp lại lòng khao khát của chúng ta về đấng hoàn toàn khác khao khát sự hoàn hảo của công lý, hòa giải và hòa bình. Vì vậy, đó là nơi đầu tiên chúng ta có thể gặp Chúa trong sự chất vấn không ngừng nghỉ. Nơi thứ hai chúng ta có thể gặp Chúa là trong sự mạo hiểm của hành trình. Thực tế, những chất vấn, ngay cả những chất vấn thiên liêng, có thể dẫn đến sự thất vọng và sầu khổ nếu chúng ta không bắt đầu lên đường, không hướng nội tâm về dung nhan Chúa và vẻ đẹp của lời người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về các nhà chiêm tinh rằng Cuộc lữ hành bên ngoài của họ là biểu hiện của hành trình bên trong, cuộc hành hương nội tâm của tâm hồn. Thực tế, các nhà chiêm tinh không chỉ nghiên cứu bầu trời và chiêm ngưỡng ánh sáng của các vì sao, nhưng họ bắt đầu cuộc hành trình đầy mạo hiểm, không thấy trước những con đường an toàn và bản đồ xác định. Họ muốn khám phá vị vua dân Do Thái, muốn biết nơi người sinh ra, nơi họ có thể tìm thấy. Và vì vậy, họ hỏi vua Herode và vua đã lần lượt triệu tập các thượng tế và kinh sư trong dân, những người nghiền ngẫm kinh thánh. Các nhà chiêm tinh đang trong một cuộc hành trình, hầu hết các động từ được sử dụng để mô tả hành động của họ là các động từ chuyển động. Đức tin của chúng ta cũng vậy, nếu không có một cuộc hành trình liên tục trong cuộc đối thoại thường xuyên với Chúa, không chăm chú lắng nghe lời người, không kiên trì, thì đức tin không thể phát triển. Một vài ý tưởng về Thiên Chúa, một số lời cầu nguyện nhằm xoa dịu lương tâm thì chưa đủ. Chúng ta cần trở thành những môn đệ theo Chúa Giêsu và tin mừng của người mang mọi sự đến với người trong cầu nguyện tìm kiếm người trong các biến cố của cuộc sống hàng ngày và nơi khuôn mặt của anh chị em chúng ta từ abraham người đã lên đường đến một vùng đất xa lạ đến các nhà chiêm tinh lên đường theo vì sao đức tin luôn là một hành trình một cuộc hành hương một lịch sử của những khởi đầu và lại bắt đầu phải nhớ rằng đức tin sẽ không lớn lên nếu không chuyển động chúng ta không thể gói gọn đức tin vào một số việc đạo đức cá nhân hoặc giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ chúng ta cần mang đức tin ra bên ngoài và sống đức tin trong một hành trình không ngừng hướng về Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có đang tiến về Chúa của sự sống, để người trở thành Chúa của đời tôi không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ai đối với con? Chúa gọi con đi đâu? Chúa yêu cầu điều gì trong cuộc đời con? Những lựa chọn nào Chúa đang mời gọi con thực hiện cho người khác? Cuối cùng, sau những chất vấn thao thức và sự mạo hiểm của cuộc hành trình, Nơi thứ ba để gặp Chúa là sự ngạc nhiên của sự tôn thờ. Kết thúc cuộc hành trình dài và tìm kiếm mệt mỏi, các nhà chiêm tinh bước vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Đây mới là điều thực sự quan trọng, thao thức, chất vấn, hành trình thiêng liêng và thực hành đức tin của chúng ta, tất cả phải hội tụ trong sự tôn thờ Chúa. Ở đó, họ tìm thấy trung tâm và nguồn gốc của mình, vì ở đó mọi sự bắt đầu, vì chính Chúa giúp chúng ta cảm nhận và hành động mọi sự bắt đầu và kết thúc ở đó vì mục đích của mọi sự không phải là để đạt được một mục tiêu cá nhân hay nhận lấy vinh quang cho chính mình nhưng là để gặp gỡ thiên chúa và để chúng ta được bao bọc bởi tình yêu chúa đặt nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta một tình yêu giải thoát chúng ta khỏi sự dữ mở lòng chúng ta để yêu thương người khác và làm cho chúng ta trở thành một dân tộc có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn các hoạt động mục vụ của chúng ta sẽ vô ích nếu chúng ta không đặt Chúa Giêsu làm trung tâm và sắp mình thờ lạy người. Ở đó, chúng ta học cách đứng trước Thiên Chúa, không phải để sinh hoạt làm một điều gì đó, nhưng đơn giản là dừng lại trong thinh lặng và phó mình cho tình yêu người, để lòng thương xót Chúa đón nhận và tái sinh chúng ta. Như các nhà chiêm tinh, chúng ta hãy sắp mình và phó dân cho Thiên Chúa sự ngạc nhiên tôn thờ. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa, chứ không phải tôn thờ chính mình chúng ta hãy tôn thờ thiên chúa chứ không phải tôn thờ những thần tượng giả dối quyến rũ chúng ta bởi danh vọng và quyền lực chúng ta hãy tôn thờ thiên chúa và không cúi mình trước những điều phù du và những tư tưởng xấu xa quyến rũ nhưng giả dối và trống rỗng ước gì chúng ta không bao giờ ngừng thao thức đặt ra những câu hỏi ước gì chúng ta không bao giờ làm gián đoạn hành trình của chúng ta bằng cách chiều theo sự thờ ơ hoặc thoải mái và trong cuộc gặp gỡ chúa ước gì chúng ta phó mình cho sự ngạc nhiên tôn thờ rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng có một ánh sáng chiếu rọi ngay cả trong những bóng đêm đen tối nhất, ánh sáng của Chúa Giêsu, sao mai chói lọi, mặt trời công lý, vẻ huy hoàng đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng yêu thương mọi người nam nữ và mọi dân tộc trên trái đất. 3. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Lễ Chúa hiển linh. Ba món quà các nhà chiêm tin nhận được. Và tì căng Nghiêu, 6 tháng giêng năm 2023, sau thánh lễ Chúa hiển linh, lúc 12 giờ trưa, Đức thánh cha đã đến cửa sổ của điện tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với khoảng 60.000 tín hữu đang hiện diện tại quảng trường thánh Phe-rô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức thánh cha nhấn mạnh đến việc không phải ba món quà các nhà chim tinh đã trao cho Chúa, nhưng là ba món quà họ nhận được. Bài huấn dụ của Đức thánh cha: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và mừng lễ anh chị em. Hôm nay, lễ trọng Chúa Hiển Linh, Tin mừng nói với chúng ta về các nhà chim tinh khi đến Bethlehem, mở bảo tráp và dân chúa giê xu vàng nhũ hương và một dược những nhà hiền triết phương đông này nổi tiếng với những món quà mà họ đã tặng tuy nhiên nghĩ về lịch sử của họ chúng ta có thể nói rằng trước hết họ đã nhận được ba món quà ba hồng ân quý giá cũng liên quan đến chúng ta họ tặng vàng nhũ hương và một dược nhưng ba món quà họ đã nhận được là gì món quà được gọi món quà đầu tiên là món quà được gọi các nhà chiêm tinh đã không nhận ra bằng cách đọc kinh thánh hoặc có thị kiến của các thiên thần, nhưng họ đã nhận ra khi nghiên cứu các vì sao. Điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta qua những khát vọng và mong muốn lớn nhất của chúng ta. Các nhà chiêm tinh để mình được ngạc nhiên và thúc bách trước sự mới lạ của ngôi sao và bắt đầu hướng tới những gì họ không biết, là những người hiểu biết và khôn ngoan, họ bị thu hút bởi những gì họ không biết hơn là những gì họ đã biết, mở ra với những gì họ không biết họ cảm thấy được gọi để đi xa hơn họ không cảm thấy hạnh phúc khi đứng tại chỗ đó không họ được gọi để đi xa hơn và điều này cũng quan trọng đối với chúng ta chúng ta được mời gọi để không tự thỏa mãn nhưng tìm kiếm chúa bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình cùng với người khác để tiến về phía người hòa mình vào thực tại bởi vì thiên chúa kêu gọi mỗi ngày ở đây và lúc này chúa gọi chúng ta mỗi người chúng ta mỗi ngày người gọi chúng ta ở đây và người gọi chúng ta hôm nay người gọi chúng ta trong thế giới của chúng ta món quà phân định nhưng các nhà chiêm tinh sau đó cho chúng ta biết về món quà thứ hai sự phân định vì rằng họ đang tìm kiếm một vị vua nên họ đến jerusalem để hỏi vua herodê tuy nhiên đây lại là một người khao khát quyền lực và muốn sử dụng họ để loại bỏ messiah hài nhi nhưng các nhà chiêm tinh không để bị herodê lừa họ biết cách phân định giữa đích đến của cuộc hành trình và những cám dỗ mà họ gặp phải trên đường lẽ ra họ có thể ở lại đó, trong triều đình của Herode, trong bình an, nhưng không, họ tiếp tục lên đường. Họ rời cung điện của vua Herode và, theo dấu chỉ của Thiên Chúa, họ không bao giờ đi ngang qua đó nữa, nhưng về lại xứ mình bằng một con đường khác. Anh chị em thân mến, thật quan trọng khi biết cách phân biệt giữa mục đích của cuộc sống với những cám dỗ trên hành trình. Một bên là mục đích của cuộc sống, và bên kia là những cám dỗ của hành trình. Cần phải biết từ bỏ những gì cám dỗ dẫn vào đường xấu để hiểu và chọn những con đường của chúa sự phân định là một món quà tuyệt vời và người ta không bao giờ được mệt mỏi khi cầu xin ơn đó trong cầu nguyện chúng ta luôn cần xin ơn này lạy chúa xin ban cho con khả năng phân biệt đúng sai điều tốt nhất và điều không phải tốt nhất món quà ngạc nhiên cuối cùng các nhà chiêm tinh cho chúng ta biết về món quà thứ ba sự ngạc nhiên sau một hành trình dài những người có địa vị xã hội cao này tìm thấy gì một hài nhi và mẹ của người chắc chắn là một khung cảnh dịu dàng nhưng không có gì đáng kinh ngạc họ không gặp các thiên thần như những người chăn chiên đã gặp nhưng họ gặp chúa trong sự nghèo khó có lẽ họ đang mong đợi một đấng messiah đầy quyền năng và phi thường và họ đã tìm thấy một đứa trẻ vậy mà họ không nghĩ là mình đã sai họ biết cách nhận ra điều đó họ chào đón sự ngạc nhiên của thiên chúa và trải nghiệm cuộc gặp gỡ với người bằng sự ngạc nhiên tôn thờ người trong cái nhỏ bé họ nhận ra khuôn mặt của thiên chúa là con người tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm sự vĩ đại nhưng biết cách nhìn thấy sự vĩ đại đó thực sự là một hồng ân biết cách tìm thấy sự vĩ đại trong sự nhỏ bé mà thiên chúa hết sức yêu quý bởi vì chúa để cho mình được gặp gỡ trong sự khiêm tốn trong thinh lặng trong sự tôn thờ nơi những người bé nhỏ và người nghèo anh chị em thân mến tất cả chúng ta đều được gọi là món quà thứ nhất tất cả chúng ta đều có thể phân định là món quà thứ hai và tất cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm được sự ngạc nhiên của người, là món quà thứ ba. Hôm nay, chúng ta cần nhớ lại những món quà này, những ơn mà chúng ta đã nhận được, nghĩ về lúc mình nhận ra tiếng Chúa gọi trong cuộc đời mình, hoặc khi sau rất nhiều cố gắng, chúng tôi đã có thể phân biệt được tiếng nói của người, hoặc một lần nữa, một sự ngạc nhiên khó quên mà người đã ban cho chúng ta. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta nhớ và giữ những hồng ân đã lãnh nhận còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen